Từ đêm qua ngày 27 tháng 9 đến sáng nay, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa kéo dài không ngớt. Mưa rất lớn bắt đầu từ khoảng 7 đến 8 giờ sáng nay, kéo dài đến hơn 9 giờ vẫn chưa giảm. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, mưa rất lớn, lưu lượng lên tới hơn 200 đến 300mm, gây ngập lụt nặng tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong. Ô tô xe máy di chuyển trên quốc lộ 6 rất khó khăn. Nhiều con suối ở các huyện Cao Phong, Kim Bôi đang dâng cao, làm ngập hàng chục điểm tràn, ngầm, khiến giao thông tê liệt, người dân không thể đi qua. Do mưa rất lớn nên tại khu vực Dốc Cun, đoạn gần thành phố Hòa Bình trên quốc lộ 6 sạt lở nặng. Khối đất đá, bùn liên tục tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông ở hai đầu. Huyết mạch từ Hà Nội, Hòa Bình lên Mai Châu, Mộc Châu, Sơn La bị gián đoạn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đang huy động máy xúc nhanh chóng san gạt tạm đất đá để sớm thông xe. Tại Thanh Hóa, sáng ngày 28 tháng 9, lực lượng chức năng tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân và xã Sơn Hà, huyện Quang Sơn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai người dân mất tích do bị lũ cuốn trôi. Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, thống kê đến sáng ngày 28 tháng 9, có 2 nhà bị sập, Nghệ An, 297 nhà bị hư hại, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế do mưa lũ. Ngoài ra, sập hỏng 7 cầu dân sinh, ngập 1.503 hecta lúa, 3.050 hecta hoa màu và 1.254 hecta các loại cây khác. 2.388 con gia súc và gia cầm bị chết, 677 hecta ao hồ bị ngập, một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu trên sông Danh, Quảng Bình, hai cột điện trung thế bị gãy đổ, Thừa Thiên Huế, 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát bị ảnh hưởng, một nhà văn hóa, ba nhà kho bị hư hại ở Quảng Trị, sập đổ 993 mét hàng rào ở nhiều địa phương, hai nhà hàng nổi bị chìm trôi ở Quảng Bình. Mưa lũ cũng làm một người ở Yên Bái bị thương. Dự báo hôm nay ngày 28 tháng 9, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.